Mùi Đời Tác giả Tâm An Tập 2 Trong phòng hồi sức cấp cứu Bà Duyên đang ngồi bên cạnh chồng, bàn tay nắm chặt lấy tay của ông Thông, những giọt nước mắt đã ngưng, còn động lại trên mí đó. Nhìn thấy ba đứa con gái tới, bà nhẹ nhàng đặt bàn tay của ông Thông xuống giường, rồi ra hiệu cho có con ra ngoài nói chuyện. Ba sao rồi mẹ? Bác sĩ nói ca phẫu thuật không có được tốt, ba con phải nằm đợi phẫu thuật thêm nữa, còn không biết khi nào mới tỉnh lại. Mẹ cứ bình tĩnh đi, ba sẽ không có sao đâu à tám à, giờ là phải làm thủ tục nhập viện với đóng phí phẫu thuật cho ba con mẹ phải về nhà lấy tiền không cần đâu mẹ con còn ít tiền trong thẻ để con rút nếu không đủ thì về nhà lấy sau tiền đó mẹ cứ để dành mà xây nhà bây giờ tính mạng của ba con quan trọng hơn may mắn là con gửi tiền về cả ba và mẹ đều không có xài tới không thì bây giờ không biết xoay sở ra sao Mẹ cứ ở đây với ba đi Để ba không cảm thấy cô đơn Con sẽ lo mọi chuyện cho mẹ đừng có lo Còn có ba chị em con ở đây mà Đúng rồi đó mẹ ơi Tụi con ở đây với mẹ Bà Viên lại không kiềm chế được nước mắt Cứ để chảy tự nhiên như vậy Giang tay ôm lấy hai đứa con gái bé bỏng vào lòng Ngước mắt nhìn mận Với ánh mắt đầy kiên định Bà tin rằng chồng bà sẽ tỉnh lại Nhất định phải tỉnh Mận an ủi mẹ đang toàn bước ra cổng bệnh viện rút tiền thì thấy cô Hồng vợ của chú Hùng bước tới, gương mặt méo máu như sắp khóc, hai tay đang vào nhau run rẩy. Ánh mắt dày dò quỳ gối xuống ôm lấy chân của bà Viên. Chị Viên ơi, chị tha lỗi cho chồng em với, nhà em sai rồi, anh chị cứ trách, cứ mắng, cứ chửi, nhưng xin chị đừng có kiện nhà em ra tòa, em xin chị. Kìa, cô Hồng, cô đứng lên đi, làm cái gì vậy, chị tha lỗi cho nhà em, em mới dám đứng dậy được, nhà em bỏ đi từ hồi tối hôm qua, cả đêm em đi tìm mà không có thấy đâu. Chị ơi, chị cứu em với. Mận biết cô Hồng là người phụ nữ hiền lành cam chịu, sống vì chồng con, chồng có say xỉn gây chuyện ở đâu cũng là cô chạy đôn chạy đáo lo. Ngày còn bé, Mận rất cảm kích tấm lòng của cô Hồng và người vợ như vậy sẽ luôn giữ được hạnh phúc gia đình, nhưng sau này lớn lên hiểu chuyện, cô mới biết rằng người chồng nhu nhược tham lam gây hấn với làng xóm thích thể hiện như chú hùng không có xứng đáng với người vợ như cô hồng chuyện không ngờ lại xảy đến với ba của mận nhưng nhân tiện cô nói luôn cô có làm gì sai đâu mà phải quỳ gối trước mẹ cháu mẹ cháu lại tổn thọ đó cô đứng dậy đi ai làm sai thì người đó phải chịu đó chồng làm thì vợ cũng phải chịu một phần chú hùng sợ quá bỏ đi biệt tâm rồi mẹ con cháu tha lỗi cho chú ấy có được không mận ơi cô đến đây không có hỏi xem bố cháu như thế nào đã dội đi cầu xin cho chồng mình cô có còn lương tâm hay không chứ kìa mận con không được hỗn với người lớn bà viên phải quát nhẹ thì mận mới dừng lại không có tranh cãi với cô hồng nữa bà kêu mận đi làm thủ tục nhập viện cho ông thông rồi kéo cô hồng đứng dậy lại ghế hành lang bệnh viện ngồi xuống nói chuyện những lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của bà viên lại một lần nữa khiến cô hồng rơi nước mắt cả đêm bà ngồi ngoài hành lang chờ đợi chồng mình cấp cứu ở trong kia bà cũng sợ đến thở còn không dám bà hiểu cảm giác lo lắng cho người chồng đầu gối tay ấp của mình nó như thế nào bà hiểu cảm giác của cô hồng đây bà cũng chỉ mong chồng mình mau tỉnh lại và khỏe mạnh như vậy là vui là hạnh phúc lắm rồi lúc ông tỉnh dậy ai có làm ra lỗi ai cầu xin cái gì bà cũng cho hết Cô Hồng trước khi về nhà dội dưới vào tay bà Viên ít tiền để lo sinh hoạt trong bệnh viện. Em cảm ơn những gì chị vừa mới nói với em để em thắp nhang xin tổ tiên phù hộ cho anh Thông. Chị cầm ít tiền lo cho ảnh đi. Nếu chi phí phẫu thuật mà nhiều quá em và chồng em sẽ phụ bán đồ ở trong nhà mà góp sức với chị. Thôi được rồi, cô về đi. Còn người là còn của. Chuyện không may nó cũng đã xảy ra rồi. Không có ai mong muốn cả. Có gì thì tôi nói với cô sau. Cả đêm thức trắng chăm sóc cho chồng, bà Viên có cảm giác mệt mỏi, chóng mặt. Bà đứng lên rồi loạn chọn phải ngồi xuống ghế. Không tiện cô Hồng ra về được, nhìn thấy hai đứa con gái đứng nép ở cửa nhìn vào với bà, trái tim bà cũng nhức nhối không yên. À cô Hồng à, cô chở luôn hai đứa nhỏ về giúp tôi chứ, cho tụi nó còn đi học nữa, trong này có tôi với con mận nó lo được rồi. Dạ em xin phép, có gì em sẽ lo cho hai đứa. Mận cũng vừa làm thủ tục nhập viện cho ba xong, cô chạy ra với mẹ, nhìn thấy bà nhợt nhạt mệt mỏi, cô biết bà thức trắng cả đêm, đành vừa bà vào trong phòng bệnh, bắt bà phải nằm xuống giường kế bên ông thông. Mẹ tranh thủ ngủ một chút đi, bà có tiến triển gì thì con sẽ gọi mẹ dậy. Mẹ không sao đâu sau này còn cả giấc ngủ ngàn thu nữa mẹ phải ngồi nói chuyện với ba con ông ấy nghe thấy mà tỉnh dậy với mẹ con mình chứ mẹ cứ nằm xuống đây đi nghỉ ngơi con sẽ nói chuyện với ba vậy mẹ nằm một lát thôi rồi sau đó con phải gọi mẹ dậy nghe chưa con gọi về cho con Trâm đi kêu nó nấu ăn rồi hai chị em lo mà đi học không mẹ mắng đó nghe không dạ con biết rồi mẹ phải ngủ mới có sức khỏe để còn lo cho mấy đứa con nữa chứ bà Viên nằm xuống giường. Một lát sau, Mận cũng nghe hơi thở đều đều của mẹ. Biết mẹ ngủ, cô cũng nhẹ nhõm trong người hơn. Ngồi bên cạnh ba, nắm lấy bàn tay cắm đầy dây truyền dịch của ông Thông mà lòng khu chua xót. Bà ơi, bà thức dậy làm thịt gà cho con ăn chứ. Nằm ở đây vừa tốn kém là vừa nóng nữa. Con muốn chút nào hết á. Bà hứa với con chỉ ngủ một chút thôi, rồi phải dậy ôm con đó nghe con về thăm ba, về cho ba tiền để xây nhà. Ba tỉnh dậy, nói chuyện với con đi. Vừa nói, nước mắt cô tuôn trời. Ông Thông một đời lo cho vợ con, không một lời than giảng số phận. Biết bao nhiêu kỷ niệm có Mận với ba, lúc này nó mới ùa về. Những lời răng dậy, những lúc đứng ra bên giật cô khi bạn bè chê bai là đứa con nhà nghèo. Mặc quần áo rách rưới người cha luôn bên cạnh mẹ làm chỗ dựa vững chắc cho ba đứa con lại đang nằm bất động ở đây mận càng nghĩ nước mắt lại càng chảy dài bây giờ ngoài khóc ra cô còn biết làm cái gì nữa chứ ông thông cứ nằm đó đến cả hai ngày sau vẫn không có chuyển biến tích cực bác sĩ thông báo với người nhà phải đưa ông ấy lên bệnh viện lớn hơn bệnh viện ở huyện dùng núi này không có thể thực hiện ca phẫu thuật thứ hai cho ông thông được mận và mẹ phải chạy đi hỏi bác sĩ cho chắc chắn rồi nhờ họ hỗ trợ đưa ông thông xuống bệnh viện lớn làm xong tất cả thủ tục chuyển viện bà viên theo xe của bệnh viện nhất định phải được ngồi cùng với chồng còn mận cô chạy về nhà lấy thêm tiền cô không biết ca phẫu thuật này tốn bao nhiêu tiền nhưng cứ mở tủ ôm hết cái số tiền ba mẹ dành dụm lâu nay cô cho vào túi để mang theo bên người nhìn hai đứa em ngồi trên giường tay co gập ôm lấy nhau ánh mắt nhìn chị gái đầy xót xa mận không chịu nổi cái cảnh tượng này cô thật sự bức xúc và căm phẫn con người hàng xóm kia chỉ vì một vài hạt đất nhỏ mà lại xung đột chém giết lẫn nhau mận thắp nhang cho ông bà tổ tiên phù hộ cho ba tai qua nạn khỏi cô dặn dò hai đứa em ở nhà ngoan phải ăn uống học hành thật tốt sau đó cầm cái túi sách bước ra ngoài cổng. Chợt trước mặt cô lúc này là chú Hùng và cô Hồng, có vẻ như vợ chồng đang muốn nói cái gì đó với cô, sẵn cân tức giận, mận hỏi trước luôn. Chú còn sang đây làm cái gì? Để hóng hớt xem ba tôi có bị chú chém chết hay không chứ gì? Tao có lòng tốt sang đây hỏi thăm, mày đừng có ăn nói mất dạy. Cháu mất dạy cũng được, chú nhận xét thế nào cũng không có quan trọng, vì đối với cháu, chú không có tư cách cô hồng sợ với cái tính nóng nảy của hai chú cháu lại có cuộc chiến xảy ra nên vội vàng chạy tới chỗ có mận cầm lấy tay của cô nhẹ nhàng khuyên nhủ kìa mận à nghe tin ba của cháu chuyển diện cô với chú qua thăm hỏi cháu đừng có nóng như vậy bây giờ phải lo cho ba cháu trước nếu mà biết trước chuyện này thì đừng có gây chuyện cháu cũng nói luôn có vài mét đất thôi chú chiếm lấy để được cái gì chứ chết có mang theo được hay không hay là chú có hai thằng con trai nên phải sĩ diện nuôi tụi nó lòng tham con người là vô đấy làm cái chuyện gì cũng nghĩ nên cái hậu quả của nó chứ cô biết cô xin lỗi ờ kìa ờ, mình ờ, mình đi lại đây coi nghe vợ gọi chú hùng bước lên gần mận chia tay ra một cái phong bì chắc trong đó là tiền rồi muốn đưa cho mận nhưng cô không có để cho ông ta kịp nói cô nói luôn cháu không cần tiền với cô chú cháu cũng không có nhiều thời gian để đôi co ở đây cháu chỉ muốn nhắn nhủ một câu thôi nếu ba cháu có mệnh hệ gì bằng bất cứ giá nào cháu cũng cho chú vô tù bóc lịch để rồi xem hai thằng con trai của chú nó ra qua với ai mận à mày ra ngoài xã hội học được cái thói mất dạy đó về hả ba mẹ mày có phải cái loại người giống mày đâu nè nè cái con kia đứng lại tức chết mà chú hùng không nói được mận vì cô đã chạy ra ngoài đường đón xe khách hai vợ chồng tức giận đi về đụng thúng đá nia gặp cái gì ngứa mắt còn ném xoan xoảng chú hùng nói đúng mận không thể hiền lành giống ba mẹ của cô được cô ra ngoài xã hội buôn bán sẽ phải khác những cái suy nghĩ của những người nông thôn hiền lành như ba mẹ cô nhẫn nhịn giống như ba mẹ cô cuối đời còn bị người ta dồn ép cô hồng chép miệng không có nói được chồng bèn ngồi sang nhà hận phụ nấu cơm với bé trâm và đào hai đứa nhỏ cũng không có thiết tha học hành hay ăn uống cái gì tụi nó cũng chỉ đang lo cho ba thôi. Mận xuống đến bệnh viện thì gặp một cơn mưa lớn, nhìn lên bầu trời trắng xóa mù mịt, tay ôm cái ba lô trước ngực, cả chuyến đi dài dù mệt mà buồn ngủ cô cũng không có dám chợp mắt. Cô sợ mất tiền, số tiền này sẽ cứu sống ba cô, nhất định phải ôm thật chặt. Xuống xe, Mận chạy ra cái chỗ của bác xe ôm, khẩn trương đến bệnh viện Bạch Mai để làm thủ tục cho ba cơn mưa lớn như tác vào mặt mận những cú bạc tai của cuộc đời cô đang hứng trọn nó có thể tính cách của cô không tốt cô không kiềm chế được cơn tức giận của mình cô cũng không phải là thần thánh phương nào để có thể đối tốt với tất cả mọi người cô chỉ là một con gái của cha cô chỉ xin ông trời cứ trừng phạt cô đừng có gieo bất hạnh xuống đầu người thân của cô nữa ngàn vạn lần cầu xin ông trời làm thủ tục nhập viện cho ba lần thứ hai. Khoảnh khắc này không bao giờ mận muốn lặp lại nữa. Ông Thông được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ông bị chấn thương sọ não, rất nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù ca phẫu thuật có thành công, cũng không thể dám chắc ông có thể tỉnh lại được. Càng nghe, mận càng bụng trũng chân tay. Bà Viên cũng chấp hai tay vái lại ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cảnh tượng ai nhìn vào cũng chua xót thương cảm. Mấy tiếng sau, ông thông được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu mận đỡ mẹ bước lại gần cha vì bác sĩ phụ trách phẫu thuật cũng mỉm cười nói với cô ca phẫu thuật rất thành công bây giờ chỉ chờ ông ấy tỉnh lại nữa thôi hai mẹ con cố gắng nghe dạ cháu cảm ơn bác sĩ thay mặt ba mẹ cháu cháu cảm ơn bác cảm ơn anh chị em rất nhiều mẹ mận mừng lắm nắm lấy bàn tay của chồng áp lên má của mình vừa cười vừa khóc Mận hiểu được cảm giác của mẹ vì chính cô cũng vừa mới trải qua nó, hoảng sợ, bất ngờ và đầy xúc động. Cô để mẹ ở đó, vào nhà vệ sinh thay bộ đồ áo bị ướt và tính toán lại số tiền đã chi tiêu, mọi thứ cô cầm theo và tài khoản tiết kiệm đều đã hết sạch. Bây giờ, duy trì sự sống cho ba và chi tiêu hàng ngày, cô phải đành dựa vào số hàng mới nhập về mà thôi. Nghĩ chạy, Mận đeo ba lô đón xe về lại xốp quần áo của mình. Về đến ngoại thành, ngoài trời cũng kéo mây đen giăng lối, bầu trời tối sầm. Mận sợ hãi chạy thật nhanh từ xa bếp xuống con phố nhà trọ. Chợt từ xa, cô nhìn thấy những đốm lửa nhỏ phát ra từ căn nhà mình thuê mướn. Mận cố gắng chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Băng qua đường lớn, Mận mới tá quả, cửa hàng của cô đang bị cháy ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn hơn cô kêu người cứu giúp kêu đến rác cuốn họng mà không có ai nghe thấy xóm trọ này toàn là người đi làm xa dĩ nhiên giờ này họ còn chưa tan ca ra về không thể đợi chờ được nữa mận cởi áo khoác dập lửa gần cái ổ khóa để vào bên trong nhà cô không thể đứng trơ ra như thế này để nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi đó là những gì còn sót lại của cô đó là mạng sống của ba và cả gia đình cô nhưng ổ khóa đã nóng đến mức muốn nung chảy. Càng cố tra khóa vào ổ, càng khiến tay của Mận bỗng rát. Cô bật khóc tức tưởi, gào thét điên loạn. Bỗng có một bóng đen lao đến kéo cô tránh ra xa cánh cửa kia, ôm cô vào lòng, che chắn cô khỏi những cái làn khói độc hại. Là Đăng. Đăng ra lệnh cho đàn em đập cửa các nhà xung quanh lấy nước và cố gắng dập tắt ngọn lửa kia. Mấy nhà xung quanh lúc này cũng có người đi làm về họ nhanh chóng lấy nước tạt lên đám cháy những người đi đường nhanh chóng gọi xe cứu hỏa ai ai cũng đang cố gắng giúp mận dập tắt ngọn lửa hung tàn mận bàng hoàng kéo cái áo khoác to lớn kia ra cô ngước mắt lên nhìn thấy đăng là anh đang cố gắng bao bọc cho cô không biết cô suy nghĩ gì dội hất tay của anh thật mạnh nhìn về căn nhà của mình gào thét thảm thiết tôi mất hết tất cả rồi <laughs> tất cả mọi thứ đều nằm trong đó cả số tiền anh nữa đó mà anh xuất hiện ở đây làm cái gì anh đến đòi tiền đúng không và anh đợi tôi tôi sẽ lấy nó cho anh cô bình tĩnh lại đi cô có biết hành động của cô nguy hiểm thế nào hay không vậy thì anh nói đi bây giờ tôi phải làm sao anh thả tôi ra muốn tôi ra Mận dùng dằn chạy thật nhanh lại phía ngọn lửa đang cháy lớn một tiếng sét đánh giữa trời đêm cô giật mình đứng lại hai chân cô run rẩy quỳ sụp xuống đất. Lúc này, ông trời cũng thương tình cho số phận của cô, trút nước mưa xuống trần gian này. Xả vào cái đám cháy lớn đó, từng cơn ào ào như lớn ác hết tiếng la hét thảm thương của cô. Đăng chạy tới, ôm chặt cô vào lòng, ẩm bỗng cô lên chạy ra khỏi đám cháy. Do cả ngày chưa có ăn cái gì, còn bị dính nước mưa, cú sốc này lại đến bất ngờ, khiến cho Mận ngã gột vào cơ thể của Đăng. Anh dội vàng gọi tư đen, lấy xe chở cô đến bệnh viện. Mọi chuyện ở cửa hàng sẽ có đàn em của anh lo liệu. Một lát sau, xe cứu quả cũng đến và phụ giúp người dân dập tắt đám cháy. Những người trong giải trọ cũng đi làm trở về, ai cũng hốt quản và tìm mận để hỏi chuyện. Ai cũng thắc mắc giữa lúc quả hoạn thế này, tại sao cô lại trốn chạy đi đâu? Đám cháy rõ ràng bùng phát từ sóc quần áo của cô, tại sao cô không có mặt? Với thắc mắc này, Đàn em của Tư Đen Cũng không thể giải quyết triệt để mọi chuyện Đành phải gọi báo cáo Anh Tư uh, Tụi em đang cố gắng trấn an mọi người Nhưng hình như không có ai đủ bình tĩnh Và kiên nhẫn để lắng nghe Anh xem có cách nào để giải quyết không Tụi mày cứ tìm cách nói Sẽ đền bù thiệt hại những hiện vật quá giá trị Cô Mận vẫn chưa có tỉnh lại Mang tiền ra mà giải quyết trước đi Đừng có chút chuyện lại phiền đến đại ca Dạ tụi em hiểu rồi Mận mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng toát, xung quanh tỏ ra mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Cô ngồi dậy, nhìn ngói xung quanh, đập vào mắt của cô là sợi dây chuyền dịch của bệnh viện. Nghĩ đến chuyện cháy cửa hàng, Mận giật dây chuyền nước ra, bước ra ngoài để quay về nơi đám cháy đó. Đăng đang ở hình lang, nghe lời dặn dò của bác sĩ, thấy cô ra, anh hốt quảng chạy đến kéo tay của cô. Nè, cô kia, cô đang bị suy nhược cơ thể đó, cô muốn đi đâu? anh đưa tôi về cửa hàng ngay đi lúc nguy cấp như vậy mà tôi còn có thể nằm ở đây được hay sao mọi chuyện giải quyết xong rồi cô vào truyền cho xong cái cái bình nước rơi đi xong là xong cái gì là cháy hết của tôi rồi hả anh nói nghe nhẹ nhàng quá nếu như anh không có nghe lời khẩn cầu của tôi thì, thì tôi cũng tự đi được trước sự cứng đầu và cáu gác của mận Đăng đành phải chịu thua anh lấy xe chở cô đi mọi chuyện ở bệnh viện lại phải nhờ đến tư đen xử lý Mận gấp gáp xuống xe chạy vào cửa hàng. Tất cả mọi thứ đều bị cháy rụi. Bước vào trong, chỉ có cảm giác như dẫm chân lên đống tro tàn. Tất cả mọi thứ của cô đều tan thành tro hết rồi. Là sự thật, không phải là giấc mơ. Quần áo hàng hóa của cô không còn một thứ gì. Bao nhiêu kỷ niệm của cô và Khương cũng biến thành tàn tro. Như sực nhớ ra cái điều gì đó, Mận chạy đến cái thùng gạo trong bếp, nhưng tất cả đều không còn gì số tiền mà đang đưa cho cô cũng cháy hết. Mận quỳ gối xuống thùng gạo tiếc nuối. Bây giờ cô lấy tiền đâu ra mà trả cho người ta, tiền đâu ra mà lo cho ba. Phải chăng kiếp trước cô làm điều gì xấu nên kiếp này cô phải gánh nợ. Tại sao mọi thứ lại ập xuống đầu cô như vậy? Đang thất thần suy nghĩ thì lại nghe tiếng quát tháo của bà chủ nhà trọ. Cô dội chạy ra ngoài chào hỏi. Mới nhìn thấy cô, bà chủ đã trù tréo những lời khó nghe đó Tôi đã nói với cô rồi Thuê cái phòng mặt tiền làm cái gì thì làm Đừng có bán quần áo Cô cứ hứa này hứa nọ với tôi Thề thốt an toàn Tôi đã cảnh cáo cô cẩn thận rồi mà Cô còn không có nghe Bây giờ cháy nhà của tôi rồi đó cô tính làm sao đây Cô nghe cháu giải thích cái đỡ Cháu cũng mới về quê lên Chứ không có rõ gì sao nó lại xảy ra sự cố này Cháu cũng bị cháy hết hàng quá tài sản Đâu chỉ riêng cô bị thiệt hại đâu Ghê quá ha Nói gân cổ lên cãi được à Chắc cô lại thắp nhang đốt nến gì ở trong nhà nên mới cháy chứ cái gì. Tôi cho cô thuê nhà, cũng vì tình thương cô nhà quê, nghèo khó, chứ béo bổ gì mấy đồng của cô đâu. Vậy mà bây giờ cô để thiệt hại nặng nề như vậy, cô nói đi cô tính làm sao? Cô Xuân ngờ, à, cô bớt nóng để cháu tính. Bây giờ cháu cũng mất hết cả rồi. Thủng thẳng rồi cho cháu tìm cách khắc phục. Khắc phục thế nào? Làm ăn buôn bán lâu nay chắc cũng được khá khá tiền đúng không? Vậy thì cô trả tiền cho tôi là xong Rồi cút cho khuất mắt tôi ok Nói thật với cô là cháu mới về quê Chăm sóc cho ba bị bệnh Bao nhiêu tiền cháu tiết kiệm đều lo cho ba cháu hết rồi Còn mới lấy hàng còn chưa có bán được kiện nào Cô cho cháu thêm thời gian rồi cháu gửi tiền cho cô Cô nói vậy mà mấy đứa con đích nó tin chứ tôi làm sao tôi tin được Nghe nói người yêu của cô giàu có lắm Tiền bạc rủng rỉnh Mở cả cái shop quần áo này cho cô mà Đầu tư hết rồi mà còn bị đặt kêu khổ nữa cô không có đưa tiền cho tôi, tôi thưa ra tòa đó, nói lẹ đi cho nó xong. Giọng điệu của bà Xuân rất tinh vi và tỏ vẻ khinh thường người khác. Mận đã quá mệt mỏi nhưng vẫn gắn gượng nhẹ nhàng với bà ta. Vậy mà bà ta không có thèm hỏi hàng cô thiệt hại ra sao, thân thể có say sát gì không. Chưa gì đã chửi mắng và đòi tiền. Mận càng cố gắng giải thích thì bà ta lại tỏ thái độ khinh thường. Đang nghe thấy ngứa mắt vô cùng, muốn để cho cô giải quyết nhưng hình như không có được ổn cho lắm, anh liền chen ngang. Cô cứ thưa ra tòa đi, tôi được quấy đi đối chất với bà. Cha cha cha. Ghê ha, mới đây mà đã thay người yêu rồi sao? Chắc cái thằng kia nó hết tiền rồi đó nên phải tìm cái thằng khác để dồi dỉnh chứ gì. Cô ăn nói cho cẩn thận nha tôi thưa ra tòa vì cái tội du khống cho người khác bây giờ ạ. À. Hai đứa mày không phải hùa với nhau bắt nạt bà già này đâu ta sống trên đời bao nhiêu năm rồi, tưởng tụi trẻ con tụi mày họ được tao chắc. Không nói nhiều, con mận mày đến tiền cho tao. Bà cứ viết đơn kiện đi, tôi sẽ đưa cô ấy đi hầu tòa. Đàn em của tôi sẽ làm việc với bà, mày đừng có nghĩ rằng ai cũng sợ bà. Đăng mạnh miệng nói gay gắt với bà Xuân, rồi bước sang phía mận, một mạch kéo cô ra xe và đẩy cô ngồi lên ghế phụ, cứ như vậy chở cô đi. Mận cũng mặc kệ cho anh kéo mình, cô cũng mất phương hướng rồi khóc cũng không xong, bế tắc và mất cả phương hướng thật rồi. Anh chở tôi tới bệnh viện đi, được không? Sao lại đi xa vậy? Chúng ta phải đến bệnh viện lúc nãy truyền nước tiếp cho cô chứ. Không, tôi không sao cả. Không cần truyền nước gì đâu. Ba tôi mới phẫu thuật, tôi phải quay về với ba mẹ tôi. Mà ba lô của tôi, anh thấy nó ở đâu không? Từ đen đã mang lên xe và để phía sau, nên đăng lấy nó và đưa cho cô. Mận vội tìm cái điện thoại để xem mẹ có gọi cho mình không. Thấy có ba cuộc gọi nhở của bà Viên, cô liền gọi lại ngay, giọng nói cố gắng bình ổn nhất có thể. Mẹ gọi cho con hả? Con về cửa hàng shop quần áo của con, mà khách vào đông quá, con bận tư vấn hàng quá, cho nên không có để ý. Vậy ba tỉnh lại chưa mẹ? Mày đi không có nói gì, mẹ lo, ba con chưa có tỉnh. Bác sĩ nói có khi là đêm nay, Vậy con lo bán hàng, lo ăn uống đầy đủ nha. Ở đây mẹ lo được rồi. Dạ, một lát xong con vào với mẹ. Tắt máy, không hiểu sự mạnh mẽ vừa rồi đi đâu mất. Mận bật khóc nức nở. Cứ vậy khóc hòa như một đứa trẻ đòi mẹ. Đang lúng túng tìm khăn giấy đưa cho cô. Thật sự bất ngờ trước cô gái này. Giả giờ vui vẻ và bật khóc trước mắt anh và không thấy ngại ngùng hay sao. Vài phút sau đó, cô lau nước mắt và hít một hơi thật sâu. Ngay tức khắc, Mận quay trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục gọi điện cho ai đó. Alo, Liễu à, tao nhắn tin cho mày không có được vậy hả? Mày biết tao lo cho mày lắm không? Thì tao đi công tác bận biểu, có phải đi chơi đâu mà rảnh ra nghe điện thoại. Tao vẫn ổn, mày đừng có lo. Liễu nè, cửa hàng mới bị cháy rồi, đồ đạc của mày cũng bị cháy rồi hết cả rồi. Tao xin lỗi mày. Vậy mày có bị sao không? hàng quá cháy hết rồi hả? Ừ, mất hết rồi. Tao chưa biết tính sao nữa. Để tao tìm chỗ khác rồi hai đứa cùng ở với nhau ngang. Thôi, bây giờ lo việc đi. Tao về rồi tính. Vậy ngang, tao phải đi họp đây. Mận bỏ cái điện thoại vào ba lô rồi quay sang nhìn Đăng. Người đàn ông này vẫn đẹp trai như lần đầu cô gặp. Thật là kỳ lạ vì anh ở bên cô lúc cô thảm hại nhất. Bộ dạng này đến chính cô còn thấy ghê rợn. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Số tiền anh gửi tôi, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Cho nên anh đừng có đòi gấp nghe. Cô bây giờ nợ nần nhiều người quá ha. Ai đòi nợ, cô cũng nói họ là sau này trả. Rồi họ không đồng ý thì sao? Thì họ cũng không có làm gì được tôi đâu. Chắc sẽ kiện tôi vào tù. Anh cũng tính kiện tôi hả? Ai để làm vậy với bác sĩ của riêng tôi chứ? Nghe nói vậy, bất giác những hình ảnh trong đêm đó lại ùa về bủa dây lấy tâm trí của cô cô cười mỉm cảm thấy so với hôm nay buổi tối hôm đó còn lãng mạn và hạnh phúc hơn nhiều vết thương của anh đã khỏi rồi hả tất nhiên rồi khỏe hẳn rồi mới ẩm được cô chứ cảm ơn anh nhiều lắm cô lại cảm ơn tôi rồi vậy thì đi ăn với tôi được chứ dập tắt lửa cho cô mà tôi đói meo rồi đây nè trời ơi tôi sơ ý quá giờ anh tìm chỗ ăn đi tôi sẽ trả tiền đăng chỉ cười và lắc đầu cô gái này nợ nần nhiều nơi như vậy bị người ta dọa kiện ra tòa mà vẫn còn tiền để bao anh ăn sao anh lái xe chạy đến quán bún cá quen thuộc thật ra anh sợ cô đói sợ cô chưa có dám đối diện với gia đình nên anh muốn ở gần cô một chút thêm một chút thời gian nữa để chữa lành vết thương giống như cô đã chữa lành cho anh Liễu sau khi nghe tin Mận đã mất hết tất cả, Ả sung sướng trong lòng, cười nhếch miệng một cái, rời rời ban công, bước vào phòng với Khương. Được sự ủng hộ của bà Loan, sau giờ làm việc, Liễu thường xuyên qua bên nhà của Khương, nấu ăn và động viên Khương quay trở lại với công việc kinh doanh. Bà Loan tỏ ra thích thú và rất hài lòng. Điều này càng chứng tỏ mỗi khi con trai của bà ở gần Liễu, thì lá bùa kia sẽ không còn tác dụng bà loan còn nhiệt tình lấy lòng liễu mua quần áo túi sách hàng hiệu tặng cho cô ta những hôm cô bận rộn quấn quýt bên người tình bà loan còn gọi điện làm phiền khiến cho liễu lại cảm thấy cuộc chơi này mất vui rồi ả à đã thực hiện xong âm mưu chiếm đoạt tất cả những gì mà mận có bây giờ mận cũng đã mất hết rồi vui thì có vui đó nhưng lại thấy hụt hẫng nhiều hơn tại sao khi thấy mận ngã ngựa ả à lại hụt hẫng chứ Mấy hôm nay con mận nó có liên lạc với anh không? Tự nhiên liễu hỏi như vậy khiến cho Khương giật mình. Anh dừng tay lại kéo cô ngồi lên đùi mình, dụi đầu vào ngực của cô nỉ nôi. Sao em lại hỏi vậy? Anh chỉ có em trong lòng, nghĩ đến người cũ làm gì chứ? Nó mới gọi cho em nè, nói là cửa hàng bị cháy, mất hết tài sản đó. Nếu nó có gọi nhờ cậy anh giúp, anh biết mình nên làm cái gì rồi chứ? Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời của em, đây chắc chắn là bùa ngải đang quật chết của ta đó. Dám bỏ bùa anh thì đã có em xử lý đó. Anh đừng có nói em xử lý này nọ. Chỉ là em mang trinh tiết của mình ra giúp anh thôi. Chứ lòng dạ em không có tệ bạc với mận đâu. Em chỉ muốn nói tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời. Anh hiểu hết. Người yêu của anh có tấm lòng Bồ Tát. Anh thưởng cho món quà này nghe. Vừa nói xong, Khương liền phủ môi mình lên đôi môi của Liễu ả à, liễu cũng để mặc cho anh làm càng chính ả à, đã thuê người đổ xăng và châm lửa đốt cửa hàng của mận chính ả à, là kẻ muốn mận phải mất đi tất cả và người đàn ông của mận đã thuộc về cô ta đang nâng niu ả à, từng giây từng phút đáng lắm những gì ả à đã làm thật là đáng kiếp cho mận sau khi ăn uống xong và dĩ nhiên là mận dành trả tiền với đăng cô cười mỉm nhìn đăng rồi lại tiếp tục nói lời cảm ơn xong rồi lại nói xin lỗi anh ánh mắt ngày thơ kia nỗi đau xót còn hiện rõ lên trong đó vậy mà cô gái này cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mắt anh để làm cái gì chứ như vẫn còn e ngại mận cầm cái túi đeo lên vai và tiếp tục nói lời xin lỗi với đăng anh minh đăng nè cảm ơn anh đã giúp tôi anh có thể cho tôi số điện thoại được không khi nào tôi có đủ tiền tôi sẽ gọi và trả cho anh cô rất thích nói cảm ơn và xin lỗi phải không tôi cho cô rồi nhưng cô không gọi thì sao tôi làm sao mà tin được cô anh không tin tôi tại sao lại để tiền ở trong nhà tôi chứ vì đó là món quà tôi tặng cho cô N nếu là quà sao anh còn đòi lại chính cô là người muốn trả cho tôi thật may vì tôi cũng mới hết tiền nên tôi sẽ lấy lại trời đất đàn ông như anh thật sự không có quân tử và ga lăng chút nào hết tôi chỉ ga lăng với bạn gái của tôi thôi cô làm bạn gái của tôi đi, tôi ga lăng cho cô coi. nghe đăng nói vậy, mặt có mận đỏ bừng, cô hết cách đành bước ra ngoài quán bún. đăng cũng bước nhanh theo. bây giờ cô về đâu, tôi chở cô về. tôi phải về bệnh viện với ba tôi, chắc ba tôi tỉnh lại rồi. vậy cô lên xe đi, tôi chở cô về. điện thoại của cô cũng hết pin rồi, mẹ cô không có gọi được, lại lo lắng đó. anh đúng là tinh tế thiệt đó tôi luôn dặn dò hai đứa em của tôi phải luôn để ý sạc pin điện thoại vậy mà tôi còn để hết pin nữa người làm chị như tôi đúng là thất bại rồi không có thất bại đâu cô nói tôi tinh tế mà tôi nhìn thấy cô rất mạnh mẽ chúng ta đi thôi mận bỏ hết mệt mỏi cô lên xe và theo đăng về lại bệnh viện với ba chắc gì quá mệt mỏi mận mới lên xe có một chút và ngủ quên nhìn cái bộ dạng cô lấm lem tàn tro quần áo lệch lạc dính bẩn đăng còn không tưởng tượng được cảnh cô bán hàng thời trang và tư vấn cho khách hàng như thế nào mỉm cười nhẹ anh phải gọi cho tư đen và nhờ hắn chút chuyện ai kêu cô khen anh tinh tế chứ anh đành phải tinh tế cho cô xem cả khoảng thời gian di chuyển đó đang được ngắm cô bác sĩ riêng của mình say ngủ thỉnh thoảng cô trở mình và nhăn nhó mặt mày anh đoán cô gặp ác mộng cơn ác mộng khủng khiếp anh kéo áo đắp lên người cho cô, xe dừng lại trước cửa ra vào của bệnh viện. Vậy mà anh còn muốn cô nghỉ ngơi, không muốn cô thức dậy và đối diện với thực tại. Anh muốn giúp cô, nhưng phải làm sao để giúp một cách tế nhị và khiến cô vui vẻ nhận lời đây. Cô gái này thật sự làm anh khó xử. Từ đen đem cho Đăng một cái túi và nhắn với anh là có chuyện gấp phải rời đi. Đăng lại không muốn rời xa cô gái này, muốn ở bên và che chở cho cô, muốn cho cô được cười, được hạnh phúc. Đại ca, tụi nó lại đến sòng bài càng quét, bắt chúng ta phải ói tiền và trả người. Thôi được, mày nói với anh em chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta phải đến chăm sóc chúng một chuyến. Còn cô gái này thì sao hả anh? Để cô ấy ngủ thêm một chút, rồi kêu thằng Tài đưa túi đồ cho cổ. Tao sẽ nhắn tin dặn dò cổ sau. Mà nè, mày điều tra xem vụ cháy cửa hàng của cổ có gì khuất tức báo ngay cho tao. Dạ thưa đại ca, mời anh lên xe. Đăng lên xe cùng với Tư Đen rời đi, để lại cho Mận với cơn ác mộng chưa tan. Cô mơ thấy mình đang bị bà chủ nhà trọ cầm dao đuổi theo cô. Cô chạy đến vách núi thì thấy Liễu và Khương đứng ở đó, cười khẩy và tiếp tay dồn cô rơi xuống vực thẳm. Cô hét thật lớn và bật dậy, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Chỉ là ác mộng thôi, sao lại thật đến mức bật khóc thế này? ngày hôm nay cô khóc còn chưa đủ sao cô ôm lấy cái áo khoác của đăng nhìn xung quanh thì con còn thấy anh ở đây nữa anh lại một lần nữa rời đi và không nói gì với cô cái lời khen anh là người tinh tế chắc cô phải rút lại mận mở cửa xe bước ra thì gặp tài đưa cái túi đồ cho cô trong đó có bộ quần áo mới một đôi giày mới một lời nhắn nhủ yêu thương cô xúc động đưa tay gạt đi nước mắt ngước mắt lên trời thầm nhủ liệu cô và anh có còn gặp lại nhau hay không. Từ đen mở cửa xe chỗ đăng, hiên ngang bước vào một sòng bài lớn nằm giữa trung tâm. Tất cả đàn em ở đây đều cúi đầu kính cẩn, đăng khoát tay và lạnh lùng. Trước mặt là thằng Toàn chó điên, hắn đến để đòi người. Anh Khang, tôi chờ anh lâu quá rồi đó. Ừ, Chúng mày muốn giữa tao. Anh Đăng, anh cứ đùa hoài à, Tôi đến đây đòi người. Bọn thuộc hạ của tôi không ra tay sát hại anh. Anh nên nhìn lại kẻ thù xung quanh mình đi, xem có bao nhiêu, vậy mà chưa gì đã đổ hết tội lỗi lên anh em của tôi. Đúng là toàn chó điên, nóng dội mất khôn, tin đồn quả là không sai. Đến cả ông chủ còn nóng dội thì làm sao chỉ đạo được thuộc hạ. Rất tiếc, trước khi chú mày tới đây, thì bọn chó con của chú nó đã khai ra hết rồi. Khai cái gì chứ? Tôi chỉ kêu tụi nó đi theo dõi anh, chứ không có hề truy sát anh. Anh phải hiểu rõ, nếu muốn truy sát tôi sẽ không bao giờ cử hai tên nhát gan đó đi đâu. Trời đất ơi! Mới hồi nãy tao chỉ thử thôi. Xem có thật là chú mày sai người hãm hại tao không? Cứ cho là đêm hôm đó kẻ muốn giết hại thằng Đăng này không hẳn là mày. Nhưng mày cũng nhúng tay vào không ít. Chắc chắn cũng cho người theo dõi tao rồi đó. May mắn cái mạng của tao vẫn còn. Tao sẽ tha cho tụi nó lần này. Nhưng mà lần sau tụi nó không có còn mắt mà nhìn đời nữa đâu. Toàn chó điên tức giận vì bọn đàn em ngu ngốc nhát gan và sợ chết hắn biết âm mưu đã bị đăng lật tẩy nên cũng lật bài ngửa với anh luôn thôi thì tôi chịu thua anh dán bài này nhưng từ khi anh đặt chân lên đất làm ăn của tôi chúng tôi không có còn nhiều mối hàng như trước anh cũng nên biết đường chừa cho tụi tôi một nước làm ăn chứ trên thương trường ai có đầu óc có năng lực kẻ đó là kẻ thắng cuộc theo luật giang hồ mày muốn đưa mấy con chó về thì để lại một ngón tay còn không tụi nói sẽ phải chết Xem như thằng Toàn này dạy dỗ đàn em không tốt đi. Ok, nói được làm được. Hôm nay tôi sẽ để lại đây một ngón tay. Anh còn chờ đợi gì nữa, ra tay đi. Không chừng chừ một giây, đăng ra lệnh cho Tư Đen thực hành luật giang hồ. vẻ mặt có Toàn chó điên lúc này vô cùng căm phẫn. Hắn để bàn tay lên mặt bàn, để mặt cho Tư Đen muốn làm cái gì thì làm. Hắn quay mặt đi hướng khác. Bỗng phập một tiếng nhẹ tinh, ngón tay của chó điên đã lìa khỏi bàn. Từ đèn gói ghém cẩn thận và trao trả cho hắn. Mấy tên đàn em cùng đi với chó điên và lấy khăn giấy bịt ngón tay đang chảy máu của hắn. Xong việc đang cũng không có lòng vòng anh nhếch miệng đuổi khách. Thả mấy con chó con đó ra. Chó mẹ đến đón thì về đi. Dạ, thưa đại ca. Cho dù tức giận đến ứa máu trong đáy mắt, nhưng Toàn vẫn phải kìm nén và buông một câu cảm ơn với Đăng. Cảm ơn anh Đăng. Chúng tôi xin phép chú nên nhớ trước khi muốn đụng tới ai phải ngồi ở trong nhà vệ sinh ngửi cái mùi hôi thối trước cái đã rồi suy nghĩ đừng có nóng vội mà mất khôn cảm ơn anh đã chỉ dạy cuộc đời còn dài những gì ở phía trước mới là thứ chúng ta hướng tới anh nhớ giữ sức khỏe tạm biệt không tiễn nhìn theo cái bóng lưng của toàn chó điên và đàn em của hắn rời đi Đăng cũng thêm một phần thắc mắc ngoài toàn chó điên cho người theo dõi thì trong đêm đó còn ai sai người truy sát anh chứ Rõ ràng, khi anh đã ngã xuống, toàn cháu điên mới là kẻ được lợi nhất. Tất cả địa bàn ở đây đều thuộc về hắn. Xem ra, kẻ thù của anh còn nhiều lắm. Đăng thở dài, dặn dò tư đen. Nói với mấy anh em phải cẩn trọng đó. Khách vào sòng bài phải kiểm tra sát sao một chút. Tôi không có muốn có chuyện xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất. Dạ, thưa đại ca, anh có vào trong khảo sát một chút hay không? Hôm nay sinh nhật của mẹ tôi. Cậu chở tôi về nhà đi. Ừ, vậy để em đặt bánh và mua quà cho bác gái nghe không cần đâu tôi chuẩn bị rồi đi đi đang về nhà thấy ba và mẹ đang ngồi ở phòng khách anh chào hỏi định bước vào phòng nhưng vì hôm nay là sinh nhật của bà nhàn nên bước chân của anh trùng đi anh bước đến phía sau mẹ ôm cổ bà đưa ra phía trước mặt bà một hộp quà nhỏ chúc mừng sinh nhật của mẹ con hy vọng mẹ thích món quà này Mẹ cảm ơn con trai. Đăng à, con ngồi xuống đây với mẹ một chút được không? Mẹ có chuyện gì vậy? Bà Nhàn chưa kịp tỏ bày tình cảm với con trai thì ông Tiệp gằn giọng. Từ bao giờ mà vợ chồng tôi muốn gặp anh lại khó hơn gặp tổng thống vậy hả? Anh ngồi xuống đi, chúng tôi có chuyện cần bàn với anh đây. Con biết ba mẹ muốn nói chuyện gì rồi, con nói luôn cho lẹ nghe, thứ nhất con không có đến công ty của ba làm việc thứ hai con không có lấy vợ theo sự sắp đặt của ba mẹ đâu anh lớn gan quá rồi đó anh có còn xem hai chúng tôi là ba mẹ của anh hay không hả ừ, con còn trở về ngôi nhà này có nghĩa là con luôn tôn trọng ba mẹ đó tôn trọng chúng tôi mà anh chưa có hành động đúng nghĩa tôn trọng anh chỉ nói cho quà thấy hai cha con cự cãi nhau bà nhàn buồn bã đứng dậy bước vào phòng hộp quà sinh nhật mà đăng vừa tặng bà cũng đã để trên mặt bàn đứa con trai bất trị của bà, nói hoài cũng như nước đổ đầu dịch, gần 30 tuổi rồi vẫn phải để cho bà bận lòng. Ông bà thèm được nghe tiếng trẻ con khóc trong nhà, thèm được ăn những bữa ăn ấm cúng, vui vẻ, gần cuối đời rồi. Vậy mà đứa con trai duy nhất này luôn khiến cho bà tức điên. Chỉ vì ông Tiệp có đứa con ngoài giá thú, hình tượng về người cha hoàn hảo đã sụp đổ trong mắt của Đăng. Từ đó, cậu bé Đăng cũng biến thành một người khác lạnh lùng, bất cần, bỏ nhà đi theo một tên giang hồ có tiếng và không trở về nhà nữa. Khoảng thời gian bà nhàn đổ bệnh, khẩn thiết gian này anh trở về nhà với bà, đang mới dọn về nhà mà sống. Nhưng đứa con trai này đã không còn là con trai của bà nữa. Con quỷ nào đó đã cướp mất linh hồn của con trai bà rồi. Bà có muốn trách ông Tiệp cũng không thể quay lại được thời gian. Nhưng nếu để sống hạnh phúc như trước đây thì đó là một điều không thể con thấy rồi đó. Ba và con có tranh cãi qua lại thì người đau buồn nhất vẫn là mẹ của con. Con nên nhìn lại bản thân mình đi. Đừng có để bà ấy cô đơn ở trong ngôi nhà này. Không có mặt mẹ ở đây. Ông không cần phải đóng kịch với tôi nữa. Nếu ông biết nghĩ cho mẹ tôi thì ông đã không có dây dưa với mụ đàn bà kia và có thêm một thằng con riêng. Đừng có dở giọng láo tuét ở đây nghe không. Đó là tuổi trẻ của ta. Tuổi trẻ ai mà không mắc sai lầm. Cái con cần nghĩ đến là tương lai Ta chọn mẹ con và con chính là đứa con trai của ta. Ông đừng có tưởng tôi không có biết bà ta dẫn dồi tiền và bắt ông cho bà ta một danh phận. Ông không có tư cách để dạy dỗ tôi đâu. Đừng có bắt tôi phải làm theo ý của ông. Mày! Trời đất ơi! Cái thằng bất dạy! Nói xong, Đăng cầm cái hộp quà bước vào phòng của bà nhàn để mặc cho ông Tiệp tức giận ném cả cái tách trà trên bàn xuống đất. Bà Thơm giúp việc nghe tiếng động chạy lên kêu ông chủ bớt giận rồi bà lại dọn dẹp hiện trường bể tan này. Đối với bà, mọi thứ xảy đến trong ngôi nhà này đều quá quen thuộc. Bà thương cho ông bà và cậu Đăng, ai cũng có những nỗi đau, những quan điểm cho riêng mình. Có nói hoài cũng không hết được chiến tranh, đến bao giờ mọi chuyện mới êm xuôi đây? Đó là câu hỏi mà đến chính bà còn mong chờ. Bà nhàn nằm quay lưng vào trong tường, đang ngồi xuống bên cạnh mẹ, anh để hộp quà lên bàn trang điểm cho bà, rồi nằm xuống ôm lấy bà mà giọng nói nhẹ nhàng hết mức. Mẹ à, con xin lỗi, con lại làm mẹ buồn rồi. Mẹ vậy mở cái gói quà mà con tặng đi. Con cứ mặc kệ tôi, quà cáp làm gì, cái tôi muốn là cái khác. Hôm nay ngày vui của mẹ mà, con sẽ nghe mẹ, mẹ nói đi con nghe. Bà nhà nghe con trai nói vậy thì ngồi bật lên, nắm lấy tay con trai giọng nói vui mừng. Để mẹ kêu bác Thơm lấy bánh kem rồi thổi nến sinh nhật với mẹ nghe. Dạ. Bà Thơm đem bánh và nến vào trong phòng cho bà nhàn Tranh thủ lúc này đang lấy món quà cho mẹ. Một cái vòng tay phong thủy rất đẹp. Sau khi thổi nến cho bà vui, Đăng cũng ăn miếng bánh kem để lấy lòng mẹ. Bà nhàn cười tít mắt, cứ ngồi bên nắm tay con trai, thở dài thở ngắn. Vì lâu lắm rồi, hai mẹ con mới được tình cảm như vậy. Đăng nè, con như vậy khiến cho mẹ rất vui con còn muốn ở gần mẹ làm cho mẹ vui nhưng mẹ cho con thêm thời gian được không con không có thể hòa hợp với ba được thôi được rồi chuyện của ba để sao nhưng chuyện lập gia đình con thật sự không có ưng ai bên ngoài sao con chưa có nghĩ tới còn công việc kinh doanh của con đang trục trặc vài thứ con muốn tập trung vào nó con còn muốn dành cho công việc đến khi nào con chỉ cần về công ty ba để lại tất cả cho con rồi con làm gì phải giấc giả bên ngoài nữa chứ. Đó là công sức của ba chứ không phải là của con, con phải có sự nghiệp ở bên ngoài. Vậy đến khi nào mẹ mới có cháu ẩm bồng đây hay là tớ chết? Kìa mẹ, mẹ đừng có tức giận vậy chứ. Vậy thì nghe lời của mẹ đi, mẹ sẽ không có giận con, không có buồn con nữa đâu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 58 của mẹ rồi, con định để cho mẹ đến năm 60 tuổi hay sao, lúc đó còn chưa có cháu nội ẩm bồng nữa. Dạ dạ, được rồi, con nghe mẹ, con sẽ đến công ty tìm hiểu và sẽ yêu rồi kết hôn. Nhưng mẹ cho con thêm thời gian, chứ con làm gì có ai bây giờ đâu. Con cứ yên tâm giao việc này cho mẹ đi. Con gái đối tác của ba con, mẹ gặp con bé đó rồi, rất lễ phép và xinh đẹp. Còn mới đi học về, mẹ xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau nghe. Dạ, con nghe lời mẹ. Bây giờ mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con phải về phòng tắm rửa đây ừ con cứ yên tâm đi ngủ ngon nha con trai của mẹ nhìn thấy bà nhàn vui như vậy đăng cho dù nặng lòng cũng chịu chấp nhận mẹ anh đã khổ tâm vì ba anh bao nhiêu lâu nay hy vọng có bà bây giờ chỉ có anh thôi anh không thể làm cho bà buồn và thất vọng thêm nữa đâu xả cái giòi nước mát lạnh xuống cơ thể cường tráng nhìn lại vết thương ở trên sườn bụng anh lại nhớ tới mận cô gái mạnh mẽ kiên cường và cũng thật yếu đuối lạ thật anh lại muốn gặp cô sau cái đêm gặp được mận đang phải chạy đi lo việc của ban hội truy tìm kẻ hãm hại anh và còn điều trị vết thương anh chuẩn bị tinh thần gặp gỡ lại cô phải thật chỉnh chu và khỏe mạnh thật không ngờ hoàn cảnh gặp nhau thật là khốc liệt nhìn thấy cô liều mình lao vào cái đám cháy không sợ nguy hiểm khiến anh hoảng sợ cô đúng là khác với những người phụ nữ anh đã gặp không tỏ vẻ nũng nịu yếu đuối thật mạnh mẽ và kiên cường anh đang ví von cô giống một vị tướng của dân tộc anh mỉm cười nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ của đăng mận nằm co ro trên cái giường đối diện với giường bệnh của ông thông đêm qua do mệt mỏi cô ngủ thiếp đi không hay Tỉnh dậy, thấy mẹ đang ngồi ở bên cạnh ba đã hơn 5 giờ sáng, ông thông vẫn chưa có tỉnh dậy. Mận lo lắng hỏi mẹ: "Bác sĩ vào khám lại cho ba chưa mẹ?" "Chưa con à, bác sĩ nói ba con vẫn tốt, chỉ đợi tỉnh lại thôi, ngủ thêm đi con, một lát nữa có sức mà bán hàng." "Dạ, hôm nay con nghỉ bán một hôm để đợi ba tỉnh lại, con đi mua đồ ăn sáng cho mẹ nghe." Chuyện cửa tiệm bị cháy, Mận không có dám nói với mẹ, sợ bà Viên lo lắng lại đổ bệnh. Cô phải tỏ ra thái độ bình thường để tiếp thêm năng lượng cho mẹ và ba. Mận tìm điện thoại đã được sạc đầy pin. Cô biết hai đứa em ở quê cũng dậy sớm để chuẩn bị đi học, nên Mận tranh thủ ra ngoài hành lang gọi về cho em. Chị Mận gọi về nè chị Trâm ơi. Chị, ba tỉnh dậy chưa chị Mận? Vẫn chưa đâu em à hai chị em ở nhà ổn hả dạ có cô hồng sang ngủ cùng với tụi em cổ còn cho bò ăn cỏ với nấu cám luôn cho heo luôn có cô ấy giúp nên tụi em cũng không có làm gì nhiều hai đứa cảm ơn cô hồng giúp chị nghe rồi cố gắng làm thêm việc hôm sau bố khỏe chị mua quà cho chị không cần mua gì cho em đâu chị chăm sóc mẹ và động viên mẹ cố gắng lên nghe hai đứa em ở nhà vẫn tốt hết đó. ngoan lắm đi học về nấu ăn rồi gọi điện cho mẹ nghe chưa mẹ lo cho ba cả đêm không có ngủ được đâu dạ tụi em biết rồi mận cúp máy rồi đảo bước chân xuống căng tin mua đồ ăn sáng cho mẹ suy nghĩ cũng thấy tội nghiệp cho cô hồng chồng là người gây tội mà phận làm vợ phải chạy đôn chạy đáo đi lo lót đúng là số phận của một phụ nữ thật khổ nghĩ thầm trong lòng thôi thì chỉ cần ba cô tỉnh lại khỏe mạnh cô sẽ tha thứ cho chú hùng sẽ không có tức giận và mắng chửi họ nữa nhưng chắc chắn phải có một bài học thích đáng cho họ thật may mắn cho mận vì đến tầm trưa ông thông tỉnh dậy nhìn thấy đôi mắt của ba hé mở nhìn chăm chăm vào mẹ và cô cô vui lắm mận vội chạy đi gọi bác sĩ nhưng niềm vui chưa được bao lâu khi quay trở lại phòng bệnh thì bà viên nói với cô ông thông không có nhớ cái gì cả ngay cả bản thân tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu cũng không có nhớ. Mận ôm mẹ, động viên bà cố gắng. Sau khi bác sĩ thăm khám lại, thì đúng như những gì bà Viên vừa mới nói. Ông Thông bị mất trí nhớ, ca phẫu thuật rất thành công và di chứng để lại chỉ là việc mất trí nhớ tạm thời. Gia đình phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Mận ngồi xuống nắm lấy tay của bà, nở một nụ cười rất tươi nhẹ nhàng động viên ba yêu của con con tên là mận nè là đứa con gái cứng đầu của ba đây chắc ba chưa có nhớ ra con đâu nhưng mà con phải giới thiệu cho ba nhớ ba yên tâm con và mẹ sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho ba vừa nói mận lại không kìm được nước mắt mà muốn bật khóc bà viên cũng rưng rưng nước mắt con nó nói đúng đó ông tỉnh dậy là tốt rồi ông còn ở bên tôi như vậy là tôi vui rồi. Hai người đừng có khóc. Tuy tôi không có biết hai người là ai, nhưng mà khóc như vậy tôi đau lòng lắm. Con gái tên là Mận, vậy bà tên là cái gì? Thiệt tình à, hơn hai mươi năm rồi nay mới hỏi lại tên của tôi, chứ bình thường toàn là gọi là mẹ con Mận. Tôi là Viên đây, vợ của ông đây, ông có đau lắm không? Có nói không? Có muốn ngồi dậy không? Bà Viên hả? bà nói nhiều lắm đúng không? Từ khi cưới ông, tôi mới dở chứng nói nhiều như vậy thôi đó. Làm sao hả? Ông muốn mất trí nhớ, muốn lãng quên tôi để theo bà khác, phải không? Thấy ba mẹ lại chọc ghẹo nhau nhanh chóng, Mận vội lấy điện thoại để gọi cho hai đứa em. Sau khi thông báo ba đã tỉnh lại, hai đứa hét lớn trong điện thoại. Mận còn nghe thấy cả tiếng của cô Hồng. Ba cô cháu ôm lấy nhau vui sướng. Mận cũng vui lắm, So với mấy việc xảy ra gần đây, có lẽ đây là niềm vui duy nhất của cô. Ba cô khỏe mạnh, gia đình cô hạnh phúc. Cho dù có đánh đổi nhiều nước mắt hơn nữa, cô cũng chịu. Mận đang tính bước vào phòng bệnh với bà, thì bà Xuân gọi điện cho cô. Mới nhấn nút nghe máy, thì giọng của bà ta đã quang quang trong điện thoại. Mày đang ở đâu vậy? Lên công an quận gặp tao ngay. Cô đợi cháu một chút đi, Cháu chạy qua đó hơi xa đó Tao trăm công ngàn việc Không có rảnh rang để đùa với mày đâu lẻ cái chân lên Mận cúp máy vào trong phòng Chào ba mẹ Và chạy nhanh ra ngoài đón xe bus Cô phải nói dối mẹ về cửa hàng Vì khách quen đến lấy hàng Đến tối cô sẽ quay lại bệnh viện Chưa bao giờ Mận phải sống trong dối trá dằn vặt như thế này Ước gì Có ai đó để tựa vào Một mình cô gồng gánh như vậy Thật sự rất mệt mỏi đứng đợi xe bớt thì nhìn lên bầu trời xanh kia cô lại nhớ đến khương mối tình bốn năm đầy ngọt ngào và hạnh phúc đó kết thúc bằng sự hiểu lầm và tan thương nếu có khương ở bên nếu anh còn là khương của trước đây chắc chắn anh sẽ đến bên cô ôm lấy cô và dỗ về nhưng mận biết tình yêu đầu đời của cô đã hoàn toàn chấm hết không phải là giận hờn đôi ba câu không còn là những ngày giận nhau ngoài mặt nhưng trong lòng đã tha thứ cho nhau đâu. Lần này là hết thật rồi. Mận thở dài khó nhọc bước lên xa bus. Chào cô, mời cô ngồi. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của bà Xuân về việc vi phạm hợp đồng thuê nhà. Cô với bà Xuân trước khi nhờ pháp luật thì đã thương lượng với nhau trước chưa? Chú công an, chuyện này cho cháu nói chuyện với cô Xuân một chút có được không? Hai người cứ bàn luận đi, dính dáng đến pháp luật có hơi phức tạp đó, tôi khuyên cô nên nhẹ nhàng một chút. Dạ, cảm ơn chú. Bước ra khỏi phòng tiếp dân, Mận bước lại gần bà Xuân, chưa biết mở lời thế nào cho mềm mỏng, dễ nghe, thì bà ta hùng hổ đứng dậy, chạy ngay đến chỗ của cô gắt gỏng. Sao hả? Viết bản tự khai rồi hả? Hợp đồng tôi còn đang giữ đây nè, cô cứ đợi coi tôi kiện cô như thế nào. Cô Xuân à, hôm qua cháu hơi nóng tính, cháu xin lỗi cô, hai cô cháu mình có thể ngồi xuống bàn lại hợp đồng có được không? Hay ha, tôi đã tìm đến công an rồi, cô lại dở cái giọng điệu này ra với tôi hả? Vậy cái thằng đi cùng với cô đâu, hôm qua to miệng lắm mà. Ừ, cháu xin lỗi, hôm qua cháu xấu tính, do bị cháy hết hàng, với lại cháu gặp chút trục trặc chuyện gia đình, nên cháu gây lỗi với cô, cô cháu mình ngồi lại bàn chuyện có được không cô? Thôi được rồi, vậy bây giờ cô tính làm sao? theo hợp đồng thì cháu phải đền bù bao nhiêu tiền hôm qua tôi tính sơ qua rồi đây nè cô đọc lại khoảng sáu trong hợp đồng đi rõ ràng ghi rõ nếu gây cháy nổ là cô phải chịu trách nhiệm cháy cả cái nhà của tôi như vậy bây giờ tôi phải xây lại nhà chứ làm sao bây giờ vậy cháu phải đền cả một ngôi nhà mới cho cô sao thì xây giải trọ như cũ thôi còn may cho cô là tiền xây cứu quả không có mất phí đó bây giờ chờ xây dựng lại rồi mất cả vốn liếng của tôi đầu tư lâu nay nữa Tôi lấy rẻ cho cô một tỷ thôi. Cái gì? Một tỷ hả? Mận nghe xong mà đứng không vững Cô cũng mất tiền hàng, đến một bộ quần áo tử tế cũng không còn mà mặc. Tài sản của cô gói gọn trong cái cửa hàng đó, vậy mà còn phải đền bù thêm một tỷ sao? Cô Xuân ngờ, à, cháu cũng là người bị thiệt hại. Cháu về quê lên, thì thấy cửa hàng bị cháy trụi rồi, cô có thể thương tình mà giúp cháu một phần hay không? Tôi thương cô và ai thương tôi đây? nói chuyện mắc cười quá à. Đây là thương lắm rồi đó nghe. Nhưng mà quả thật cháu không có nhiều tiền như vậy đâu. Cô Xuân à, cô giúp cháu đi mà. Không có nói nhiều. Nếu không tôi lại nhờ công an đó. Lúc đó cô còn mất nhiều tiền hơn vậy nữa. Cô nên nhớ, tôi làm ăn bao nhiêu năm, quen biết rộng, chưa có cần kiện cáo đã biết ai thắng rồi đó. Cô lo đưa tiền cho tôi đi. Cô cho cháu một tháng có được không? Nói ra những lời cầu xin này mà tim của Mận buốt lạnh lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy nhục nhã. Trước đây, dù đi rửa chén, đi bán trà đá ngoài dĩa hè, dù đi làm giúp việc cũng chưa có khi nào cô hạ mình xuống như vậy. Cô đang cố gắng nhẹ nhàng để mong mọi chuyện tốt đẹp. Nhưng có lẽ ông trời không có giúp cô nữa rồi. Nếu như nhẹ nhàng mềm mỏng mà giải quyết được mọi việc thì cần gì đến pháp luật chứ? Thôi được rồi. Tôi cho cô thời hạn một tháng. Nhưng cô phải ghi cho tôi một bản vay nợ Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn cô. Sau khi chiếc giấy ghi nợ cái số tiền một tỷ đưa cho bà Xuân, Mận trón dáng bất ổn. Cô ngồi xoa đầu bức tóc trong quán cà phê. Cũng không biết phải đi đâu, không biết làm gì. Rơi vào hoàn cảnh bế tắc này, liệu ai có thể bình tĩnh được chứ? Mận lấy điện thoại và kiếm tìm danh bạ. Ai có thể giúp cô cho cô mượn số tiền lớn như vậy? trong vòng một tháng cô phải kiếm đâu ra một tỷ để trả cho bà xuân đây cả một danh bạ dài mà không lấy một người để nhờ vả không có một người để tâm sự chia sẻ những mối làm ăn thì không thể lấy hàng thiếu mà có lấy được hàng về bán cũng không có thể kiếm được một tỷ trong vòng một tháng chán nản đau đầu ước gì có liễu ở đây động viên cô và tìm cách giúp cô biết là liễu bận nhưng mận vẫn cố ý nhắn tin con bạn này mày bận đến mức bỏ rơi cả bạn bè như vậy hả tao nhớ mày cần mày ở bên cạnh về với tao đi dĩ nhiên ở bên này liễu đã đọc được tin nhắn trái lại với sự đau buồn có mận ả à, nhếch mép cười khinh thỏa mãn nói với người tình cảm ơn tình yêu đã giúp em đúng là phải dạy cho nó một bài học mới biết trời cao đất dày là cái gì chứ chuyện này mà khiến em vui đến như vậy sao? một đứa con gái nhà quê mà lại làm em bận tâm em quan tâm cô ta hơn cả anh rồi đó. Nghe những lời ông Vương vừa mới nói, Liễu chột dạ, ả dội dàng, chỉnh đốn thái độ, chạy đến ngồi lên đùi của ông Vương, đưa một tay lên vuốt da, sờ soạn phần ngực, tay còn lại chạm đến phần dưới đang cồm cỡm ở trong quần của ông ta, lời nói thì thầm như rót mật vào tai. Anh nói vậy là quan cho bé cưng của anh rồi đó, em chỉ hận vì cô ta cướp mất những cái thứ thuộc về em thôi nhờ anh dạy cho cô ta một bài học nên em lại càng yêu anh hơn đúng là biết cách ăn nói mà đêm nay anh sẽ đến chỗ Của bé cần bây giờ em về văn phòng đi ở lâu ở trong này không có tiện đâu dạ biết rồi tối nay em sẽ chờ tình yêu của em tới liễu bước ra khỏi phòng ông vương và cũng không có ý định nhắn tin lại cho mận ả à, đã nhờ người tình sai người phóng quả mục đích cũng đã đạt được rồi Đến cả Khương à cũng chiếm được rồi Thì thôi đã đến lúc lật bài nữa Nghĩ ngợi một hồi À chép miệng nhắn cho Khương một tin Hôm nay em bận quá Xếp ừ, bắt Thăng ca Anh nhớ phụ mẹ nấu ăn cho bà vui nghe Mai em qua bù cho anh Vậy thì buồn rồi đó nghe Mẹ mới nhắc đó Không biết em thích ăn món gì để tối mẹ nấu Chuyện này đơn giản lắm Anh thích ăn gì thì em thích ăn món đó hay là tối tan ca anh đi đón em nghe. Ý, không có được đâu. Thầy bùa dặn rồi. Trong vòng 49 ngày anh không có được ra khỏi nhà. Anh quên rồi sao? Nghe em, phải chữa được lá bùa này. Xong rồi anh muốn đi đâu cũng được. Thôi được rồi, nhưng anh nhớ em lắm. Ngày mai em nhớ qua với anh nghe. Dạ, bây giờ em làm việc cái đã nghe. À, mai em qua với anh, yêu anh. Vì cái loa điện thoại của Khương cũng khá lớn, nên bà Loan cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Bà gật gù đồng ý với Liễu. Con bé nó nói đúng đó, con cứ ở nhà cho đủ 49 ngày đi, cho hết cái bùa yểm chết bầm đó đi, rồi con muốn đi đâu thì đi. Con nói thiệt với mẹ nghe, trong tim của con bây giờ không cần hình ảnh của con mận nữa, con đã quên của ta thiệt rồi đó, mẹ đừng có lo chuyện bồ ngãi nữa nghe. Đó là nhờ công sức của con Liễu hết đó, con bé chỉ là người dân thôi mà nó không có quản ngại điều gì để giúp đỡ, ngay cái việc nó ném cả tình bạn với con Mận, mẹ thấy nó thật lòng với con đó nghe. Mẹ không nhắc thì con cũng biết, chỉ có cô ấy mới giúp con nhận ra nhiều điều. Con biết vậy là tốt. Ba có nhắn với mẹ, nếu con cố gắng phấn đấu làm việc tốt, sẽ thăng chức cho con và có vị trí nhất định trong tập đoàn. Con thấy chưa? Con rời xa con quỷ cái kia thì tất cả mọi thứ tốt đẹp đang đến với con. Dạ, con biết rồi. Con sẽ cố gắng mà mẹ liên lạc với ba cẩn thận một chút nghe. Nếu mà để lộ ra mọi chuyện, có người không có để cho mẹ được yên thân đâu đó. Con biết thương mẹ thì phải cố gắng lên, bước chân vào tập đoàn và giúp mẹ có vị trí cao nhất. Mẹ không phải sợ con mụ kia nữa. À, mà mẹ phải đi nấu cái gì ngon cho con ăn nghe, cố lên con trai của mẹ. Trong đầu của Khương lúc này là một cảm giác trống rỗng. Hắn muốn làm nhiều việc, muốn thúc đẩy mọi chuyện nhanh nhất để bước chân vào tập đoàn nhưng đầu óc lại chỉ nghĩ đến Liễu, hắn chỉ muốn được làm tình với ả ta, chỉ có thể khao khát dục vọng hắn mới thỏa mãn và vui vẻ. Bây giờ đây, hắn chỉ muốn nghe theo lời của Liễu, ả ta nói cái gì hắn cũng cho là đúng. Mận không có nhận được hồi âm của Liễu, cô lại càng sầu não hơn. Bây giờ trở về bệnh viện cũng không xong, vì cô nói dối với ba mẹ rằng cửa hàng rất đông khách, phải đến đêm mới quay lại mà mặc lại cái bộ quần áo này thật sự không có tiện. Mận đứng dậy bước ra trạm xe bus, cô muốn ra chợ mua vài bộ quần áo và tìm lại các mối hàng ngày trước cô bỏ sĩ xem họ có thể giúp cô cho cô lấy tạm hàng về để bán hay không. Sau khi chọn mấy bộ đồ giá rẻ, Mận phải chạy đi tìm mối hàng khác ở trung tâm thương mại vì mấy mối quen ở chợ họ đều thuê kiosk ở trung tâm thương mại bán hàng hết, ai cũng phất lên nhanh chóng. Chỉ có cô cứ mãi lo cho gia đình nên chậm chân hơn họ. Bán hàng ở ngoài thành cũng không có lời lãi bao nhiêu. Bây giờ Mận mới hiểu quy luật của mấy bà bán hàng. Chất lượng hàng chứ quan trọng một phần, còn phần lớn là bán hàng ở đâu. Cái giá trị giữa trung tâm thương mại và chợ nó đã quá rõ ràng rồi. Vừa đi vừa tính nhẩm thì Mận đụng phải người của Liễu. Cô giật mình ngơ ngác Ủa? Liễu? Mày đi công tác gì hồi nào? Sao mày không nói gì với tao vậy? Tao nhắn tin cho mày mà mày cũng không thèm trả lời nữa. Sao chứ? Tại sao tao phải nói với mày? Mày vẫn phải nói nhiều tới mức phát ghét à? Mày nói cái gì vậy hả? Mày bị sao vậy liễu? Tao không có làm sao hết. Là do mày ngu ngốc nên không biết tao ghét ghét mày thôi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Tránh xa tao ra. Mận thực sự không hiểu cái gì. Rồi kéo tay cô liễu lại và tiếp tục gặn hỏi. Tao làm cái gì sai với mày hả? Hay là vụ cháy nhà đó? Tao kể với mày rồi mà, hay mày bị mất kỹ vật gì quan trọng nên mày giận tao. Liệu à tao không có cố ý, mày nghe tao nói đi. Mày im đi, nhiều chuyện. Tao nói cho mày biết, tao không có hệ đi công tác, tao ra ngoài sống và không có muốn gặp lại mày, càng không muốn làm bạn với mày nữa. Lý do, đơn giản thôi, vì tao ghét mày, cách nói chuyện lắm miệng của mày đó cái cách mày đon đã bán hàng, cái cách mày hăng say làm việc, ghét những người đàn ông đều yêu mến mày, tất cả đều tao ghét hết. Chúng ta bên nhau 5 năm, năm, bạn bè thân thiết từng ấy năm mà bây giờ mày nói ghét tao, liễu à, mày có chuyện gì giấu tao hay sao? Hay mày bị bệnh cái gì? Nói đi, mày không muốn tao lo lắng nên mới buông ra mấy cái câu tàn nhẫn như vậy, có phải không? Liễu nghe xong sừng sốt, không ngờ đến khi ả à muốn lật bài ngửa để chấm dứt tất cả, mà Mận nó còn nghĩ tốt cho ả à. Nghĩ rằng mọi chuyện là có quẩn khúc ở đây sao Mắc cười quá à Tao không có gì phải giấu mày hết đó Tao ở bên cạnh mày nhiều năm như vậy Tất cả chỉ là tao không có chỗ để đi thôi Không có ai làm bạn thôi Bây giờ tao khác rồi Tao có tất cả Sau này đừng có bao giờ gặp lại nữa Dù có tình cờ Cũng coi như là không có nhìn thấy nhau nữa đi Tất cả là sự thật sao Mày làm như vậy để được cái gì chứ được nhiều thứ lắm chứ được vui được thỏa mãn và đặc biệt là hạ gục được mày đó cái đồ thất bại ba tiếng đồ thất bại được liễu ghé sát vào tai của mận và gằn giọng tức tối mận lúc này mới hiểu tất cả sự im lặng thời gian qua sự hời hợt mà liễu dành cho cô đã chứng minh tất cả cô cũng đành chấp nhận thôi ngoài chấp nhận thì còn biết làm gì khác chứ mận bước chân quay đi Trước lúc rời đi còn nhắc lại một câu nói với Liễu. Dù có tình cờ gặp lại cũng coi như không có nhìn thấy nhau. Tạm biệt. Cảnh tượng đau lòng này lại lọt vào mắt của Đăng. Nhưng lúc anh đi khảo sát thị trường và tìm hiểu về tập đoàn, không chừng chừ anh giao việc lại cho Tư Đen rồi chạy theo Mận. Nè, cô bác sĩ của tôi. Dạ, chào anh. Sao anh lại ở đây? Đúng là có duyên gặp gỡ đó. Tôi cũng đang tính phone cho cô đây để đòi nợ. Gặp ở đây tốt rồi, khi nào cô trả tiền cho tôi? Cái này tôi... Thấy Mận ấp úng, mệt mỏi, đang cười trừ, rồi kéo cô lên xe, mặc kệ cho Mận chống cự không muốn đi. Cô lên xe đi, tôi sẽ không có đòi tiền nợ của cô đâu. Nhưng mà anh đưa tôi đi đâu chứ? Đến một nơi là thiên đường của tôi. Trên xe, Mận im lặng. Đối với Đăng là một sự thân quen và tin tưởng. Cho dù không biết anh chở cô đi đâu, nhưng vẫn hy vọng nơi thiên đường của anh sẽ giúp cô có chút niềm vui. Bà của cô tỉnh lại rồi chứ? Cảm ơn anh. Ba em đã ổn rồi, chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi, mọi chuyện tôi vẫn chưa có thể nói với ba mẹ. Vậy là họ nghĩ cô đang đi làm sao? Anh có dễ hiểu về tôi quá ha. Tôi nói dối là cửa hàng rất đông khách và tôi kiếm được rất nhiều tiền. Vì nói dối nên cãi nhau với bạn hả? Cô gái đó đã từng là bạn thân của tôi. Mà thôi, anh đừng có hỏi tôi nữa. Anh nói về anh đi. Tới hôm đó, tại sao anh bị thương? Có phải anh là xã hội đen không? Tôi cũng đang điều tra cái sự việc tối hôm đó đó. Vì cô đã cứu tôi một mạng. Nên số tiền kia tôi cho cô và tặng thêm cho cô một món quà nữa. Trong lúc tôi tập trung lái xe đến đó, cô đừng có nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đẹp trai của tôi đó nghe. Mận nghe xong lại không nhịn được cười dội dàng lấy tay che cái miệng xinh của mình. Ở bên anh chàng này, tâm trạng của cô thật sự thoải mái, đưa mắt nhìn ra cửa kính. Con đường chạy dài, hai bên cây cối đang nghiêng ngã như chào đón cô. Mận đưa tay lên đón lấy những tán cây đó. Cô không biết có nên nói sự thật với ba mẹ hay không. Nếu cứ mãi dối trá và giật dờ như vậy thì không phải là điều tốt đẹp xe chạy thật xa đến một cánh đồng cỏ xanh mướt mận thích thú chạy ra vòng quanh chiếc xe đăng cũng vươn vai hít một hơi thật sâu anh cũng tranh thủ lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc dễ thương của cô gái kia một điều ước nhen nhóm trong lòng của anh ước gì cô ấy luôn cười và vui vẻ như vậy đây là một cánh đồng cỏ quan à, tôi hay đến đây mỗi khi tâm trạng không có vui cô là người đầu tiên tôi chia sẻ đó Cảm ơn anh, đúng là một nơi rất là tuyệt. Nếu mà ở quê tôi là mấy bụi cỏ này sẽ nằm trong bụng mấy con bò nhà tôi hết rồi. Trời đất ơi, cô thực tế quá ha. Vậy mà tôi thấy cô không có dám đối diện với thực tế chút nào đó. Chuyện cửa hàng có nhiều rắc rối lắm. Tôi không có muốn ba mẹ lo no lắng nên mới nói dối thôi. Vậy cô tính đi lang thang giật giờ cả ngày ở bên ngoài và nói dối là mình đến cửa hàng hay sao? Trước mắt tôi cần một nơi để ở và tìm một việc làm tạm còn chuyện mở lại shop quần áo chắc là chuyện của tương lai tôi có ý này nghe đằng nào cô cũng đang tìm việc vậy cô đến quay nhà giúp tôi đi ngày nấu cho tôi ăn là được rồi tôi trả lương hậu hĩnh cho cô thiệt hả nhưng tôi không có thể ở nhà anh được tôi có thể đến đó làm việc và quay về phòng trọ nhà của tôi không có ai ở đâu tôi đang ở cùng với ba mẹ ngôi nhà đó cô cứ đến ở tạm đi đừng có ngại miễn lau chùi sạch sẽ và thỉnh thoảng cho tôi xin bữa cơm là được rồi Vậy anh có thể cho tôi ứng lương được không? <laughs> cô chưa làm việc mà đã đòi ứng lương rồi. Lỡ cô cầm tiền rồi chạy mất thì sao? Tôi không có chạy đâu. Tôi hứa tôi sẽ chăm chỉ làm việc. Anh có thể cầm chứng minh thư của tôi nè. Tôi có việc cần tiền thiệt mà. Tôi đồng ý. Ai kêu cô là bác sĩ của tôi chứ. Không thể nào tôi từ chối được đâu. Mận vui mừng thích thú. Cuối cùng cô cũng có nơi để làm việc và có tiền chi trả cho ba trong thời gian nằm viện không biết hành trang phía trước ra sao nỗi đau mà bản thân gây ra cho cô cũng phải kìm nén vào sâu đáy lòng cô không phải là người nuôi hận thù cô tin vào nhân quả tin vào sự sắp xếp của ông trời trước mắt chỉ biết là bản thân cô phải thật cố gắng nhất định không được nản chí Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mùi đời, tác giả, tâm an. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Cảm ơn quý vị rất nhiều.